Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người, hello, xin chào tất cả mọi người. Dầu, dầu, dầu. Đó và lại là một ngày ẩm ướt đây mà. Mặc dù ẩm ướt thì gọi là trời khá là thích bởi vì rất là mát anh ạ. Nhưng mà phải gọi là nếu như ẩm ướt thì chúng ta rất khó đun bếp anh em ơi. Rất là khó đun bếp luôn anh em ạ. Vậy nên là rất là buồn anh em ơi. Mình chỉ làm một chút bông lai kinh cảnh nhưng mà không thể bởi vì nó sự buồn này kéo mình lại trở lại với thực tại anh em ạ. Không tin được luôn anh ạ. Anh em ơi, anh em à, từ từ lại anh em chờ mình chút nhá. Được rồi, chừng nữa. Và trời có trời rất là hôm qua rất là mưa rất là to anh em ạ, sấm đùng đùng bão tố sấm sét như một trận đại hồng thủy, không đại hồng đại hồng thủy anh em ạ, một trận đại hồng thủy đấy vậy. Và mình oh my god, và mình thì nói chung là thôi ok anh em, không lòng vòng nữa anh ạ. Đố anh em biết trong chảo của mình có cái gì đây anh em? Trong chảo của mình có cái gì đây? Một món ăn rất là đặc trưng anh em ạ. Một món rất đặc trưng buổi sáng mà bố mẹ chúng ta hay làm để cho chúng ta ăn. Đó, để làm cho chúng ta ăn anh ạ. Và hôm nay mình xin làm món cơm rang phi hành anh em xem nhá. Cơm rang phi hành rất là thơm anh em ạ. Bởi vì trời mưa rất là to rồi nên là bây giờ mình sẽ phải anh em ạ. Bây giờ mình sẽ phải thôi. Mình sẽ phải làm rất là nhanh thôi, không kịp có mà sẽ không kịp mất anh ạ. Ok anh em. Qua cho hành sống xuống dưới trước khi cho ấy lên. Thế là bây giờ này anh ạ. Làm phần dạng này đã. Ok, bây giờ mình sẽ nhóm bếp anh em ạ. Ghế này. Không thật tin được ghế này anh em ạ. Nó lạ nhỉ, mặc dù mưa xong nhưng mà muỗi lại cũng không thấy nhiều lắm anh em ạ. Muỗi không thấy. Gọi là mình chưa thấy con muỗi nào từ đầu video đến giờ, khá là ok em ạ. Và hôm nay mình sẽ dùng chiêu thức đánh nhanh để dùng để ấy ngọn lửa lên anh em ạ, không biết có ổn không. Chiêu thức đánh nhanh có úi rồi ôi thà cái gì này nó sắp phải đến nơi rồi. Ok, chiêu thức đánh nhanh anh em ạ. À, vừa bảo muỗi xong bây giờ muỗi bắt đầu xuất hiện, có lẽ là cái chiếc quần này quá tốt, nó che mùi thịt của mình đi và bây giờ muỗi nó đã bắt đầu hành rồi anh em ơi. Không phải tin mà. Thế là bây giờ mình sẽ phải dùng chiến thuật đánh nhanh thôi. Bắt đầu ngứa đấy, muỗi tinh thật anh ạ. Gió, trời ơi, mình sẽ để cho qua cơn gió này đã. Tự nhiên có gió, đồ má. Bây giờ bực mình này. Thịt mình ngon như thế này cơ mà. Ôi, anh đúng quá, em chưa? Đã? Ôi giời ơi, ngứa quá anh em ơi. Đông quá. Cái mấy con muỗi chết tiệt này. Ok, trời đã bớt gió và bây giờ mình sẽ cho anh em nhá.
lạ ta. Cảm thấy oh my god, mình cảm thấy có một sự lạ lẫm không hề không hề nhẹ anh em ạ. Lạ lẫm lạ nhỉ, tại sao cái này không cháy nhở anh em nhở? Rất là lạ luôn anh em ạ, nó không cháy. Còn mũi này đá lũ phèn anh em ạ, rất là nguy hiểm nha anh em. Đó, anh em phải thấy một sự nguy hiểm mà khi mà mình buổi sáng này mình đã ra giữa một khu rừng mình làm ăn cho anh em xem mà mình bị tấn công bởi rất nhiều một đàn mũi đá lũ phèn anh em ạ. Ui dồi ui. Ngứa quá anh em ạ. Đây là miếng bỏ một mũi này thả tao chút đi mày ơi, cái thứ thế bây giờ là mình sẽ phải rồi, đánh nhanh thắng nhanh nhưng mà nó quá là my demon chase me over. Anh em ạ, quần này hơi mỏng anh em ạ. Mày đừng nói là mày đối xử với tao thì cũng là tao sẽ chết mất. Đúng vậy, đúng là như vậy, đúng vậy. Hãy cháy lên đi, đúng vậy, hãy cháy lên đi anh em ạ. Đó anh em nhớ không, nó như là một quả có lửa vậy đấy, nó bắn ra những cái lửa rất là shit, nó bắn ra những quả có lửa anh em ạ. Đó bắn ra những quả có lửa rất là chất lượng luôn anh ạ. Chất lượng ạ. Mũi ơi, làm một tha cho tao vài phút nữa thôi. Để cho phải nó vào bên lên mà mày phải tiếp xéo. Ui, mẹ còn đậu ngay trên tay mình nữa chứ. Đáng sợ. Quá đáng sợ. Mũi bây giờ nó báo rồi anh ạ. Ui mẹ hai con liền. Vãi mũi luôn ạ. Xin lỗi thằng nhỏ một chút. Đây. Hai con nhỏ. Không có con còn đâu. Mẹ. Đáng sợ anh ạ. Bao giờ cho chúng cắn hết chân mình cả anh ạ. Mình vẫn đang mày quá. Ok thôi được rồi, có lẽ nhiệt độ này sẽ ổn rồi ạ. Mình sẽ chuẩn bị mình đang chuẩn bị nướng anh em ạ.
Đầu tiên là mình đã chuẩn bị chút mỡ mà mình đã cho rồi đấy. Nhà quá nghèo anh ạ. Đây là nguồn dầu dầu ăn để nửa để rán mỡ thôi. Đến mỡ để rán thôi. Nhưng mỡ lỏng. Mỡ lỏng thì mình nghĩ là mỡ lỏng chắc chắn là mỡ không no rồi. Mỡ không no thì có ôi chết thôi từ từ anh em ơi. Oleic, linoleic. Cái gì ạ? 1733, 1735. Còn một thằng nữa anh em ạ. Ơ, stearic là chắc chắn là no này, palmitic là no này. Còn các cái còn lại không no anh em ạ. Bốn loại thôi. Oleic và linoleic anh em ạ. Đó. Còn bốn loại thôi. Mình đang đó, mình đang. Ui. Chà 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 chà. Tạo phong ấn xung quanh mình anh em ạ. Úi giời ơi, cái gì? Đáng sợ. Không, mình nghĩ là mình nên ngồi đất hơn là ngồi ghế anh em ạ. Thà ngồi đất còn hơn. Nhưng mà ngồi đất thì nó sẽ không có thể thôi ngồi sổm ra anh ạ. Nè, vì hoàn cảnh quá khó khăn. Mẹ không có ghế nào ngồi. Đây là ở đó. Anh em thấy mình là anh em nào mà thấy mình đáng thương hoàn cảnh thế hãy nhớ like subscribe kênh của mình để có thể nhận những video hoàn cảnh hơn nữa anh em nhé. Có hoàn cảnh chúng ta mới có động lực để vươn lên anh em. Bây giờ mình nghĩ là nhiều cách để có thể khắc phục hoàn cảnh đấy. Phải đứng ở chỗ có khói bởi vì nó sẽ tạm thời bảo vệ mình. Biết ngay mà ngửi cái mùi. Chắc anh ạ. Đó là vững chắc.
nồng nghệ thuật đây các bạn. Khí độc anh em ạ. Bình tĩnh anh em ạ. Ui, một bầu trời khói anh em ạ. Mình tạo ra cả một bầu trời khói rồi. Sạch rồi. Khiếp khủng. Như một màn sương mù vậy anh em ạ. Như một màn sương mù luôn. Thì hay là mình sẽ thất bại chăng? Mình sẽ thất bại chăng? Mình chưa biết anh em này. Nhưng mà mình sẽ thử. Chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau anh em ạ. Nhưng mà... Đúng rồi. Nhà mày làm nhéo bằng chuối. Vậy thì anh em chờ mình một lát nha, mình sẽ đi kiếm những củi khô nữa. Em mới chờ mình một lát.
quay trở lại đây anh em ơi. Mình quay trở lại đây. Dưỡng lực một chút. Bởi vì hôm qua trời mưa rất là to anh ạ. Rất là to luôn. Cực kỳ to nên là rất là khó lên anh ạ. Rất khó lên luôn anh ạ. Cực kỳ khó lên luôn. Hết cái mà tốt rồi anh ạ. Nhìn hết cái mùi rồi. Đang cố gắng duy trì ngọn lửa anh em ạ. Đang cố gắng. Những món cơm của mình may quá còn chưa có rồi muỗi bâu vào chứ không thì con mà mình bỏ làm luôn đây anh ạ. Nhưng mà khi mà hoàn cảnh nếu mà không có gì không có gì mà và cháy là rồi. Oh my god anh em ạ. Quá là bullshit luôn. Mũi không còn quanh chân mình nữa. Nhưng mà mình cũng chẳng thấy vui thế này nữa. Mình chỉ cảm thấy
vì lo cho sức khỏe của mấy anh em. Mình vậy mình hít quá nhiều không được khí độc à. Cháy nhưng mà cháy với ngọn lửa rất nhỏ anh em ạ. Bây giờ mình chỉ cố gắng duy trì sống sót ạ. Nó không lại bùng cháy và trở thành một đống chiến binh được. Dầu này để lâu rồi chắc là bỏ để lâu rồi, chắc là để lâu một chút nữa không sao ạ. Rất là buồn. Em mình điều khiển nó. Mình nó phải hòa vào làm một anh ạ. Mình nó sẽ hòa vào làm một. Bây giờ mình sẽ bảo vệ ngọn
đứa con tinh thần này. Đây em nhìn thấy chứ không anh em? Rửa bát nó từ to lên anh ạ. Chết mình rồi anh ạ. Tiếp tục ở đây. Ok ok. Mũi không là vấn đề chúng ta rồi bây giờ. Nướng thịt trên cái chiếc bếp phụ. Chưa anh em, một sự chuyên lửa mà chỉ cần nhìn thấy bếp lửa mà tin rằng chúng sẽ lên mà. Ok, một tín hiệu vui là ở đây anh em ạ, mình không phải bây giờ mình sẽ bỏ hành và nha anh em nhá, bỏ hành một phi rồi. Phi hành anh em ơi. Ok, phi hành anh em ơi.